Yo, hello nha, chào người nha, chào mọi người quay trở lại với channel mình là từ đường phố đây, rất vui gặp mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tặc Đại Chiến, lại là mình đây, từ đường phố đây, rất vui gặp các bạn ạ. Ok, trước khi vào video hôm nay thì chúc anh em một buổi sáng, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ nha, mát mẻ và xem video mình cách vui vẻ thoải mái nhất. Các bạn thấy video thích kênh mình hơn thì nhớ đăng ký kênh nhá. Và bật quả chuông thông báo để nhận được tất cả video mới nhất sắp tới từ mình, xin cảm ơn rất nhiều. Ngoài ra, hết rồi. Cuối tuần này thì ở video hôm nay thì cuối tuần không có sự kiện gì hot anh em. Hôm nay cuối tuần không gì hot. Mình thì vẫn đang tích nguyên liệu anh em. Nguyên liệu chưa có đủ nên là cũng không có phá tài nguyên vội nhá. Đầu tiên thì cho nó qua. Con nàng này thì mình đang cày ở server 38 này các bạn này. Đó, ID của mình đây. Bạn nào thích kết bạn với mình luôn ạ. Cuối tuần này cũng không có code mới anh em. Ở video này thì chắc mình sẽ làm cái series nhập code săn ở bên server mới anh em, đi kiếm tướng SSSS. Có tướng 3 SS anh em. Nghe bảo vậy. Ok, chúng ta sẽ lập một và một hai con nạc đi săn đá rồi tính tiếp nha các bạn nhé. Ok, chúng ta cũng bắt đầu luôn để hôm nay săn cho được nhiều hàng cả rồi tính tiếp nha các bạn. Ok, chúng ta cũng bắt đầu với con nạc đầu tiên luôn nha các bạn nhé. Cuối tuần vui vẻ anh em 12 đó, tài khoản mật khẩu Gma Equal 121 vậy. Không được à, 122 vậy. Ok, giờ mình sẽ cài, sau khi đến phần nhập code thì mình sẽ quay cho các bạn coi ạ. Ok, xong rồi nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ đi nhập code ạ. Mà bữa nay qua server mới các bạn có để không? Lát thật sự ạ. À mà mình đang cày xem vào 74 luôn nha. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhập code vào đây, sau đó đi săn tướng SSS nha các bạn nha, là ba con S đó, chứ không phải là hai con đâu. Ok. Code bên game thì hiện giờ thì mình vẫn là nhập đây, mình là vừa nào mình cũng quay cho các bạn rồi. Đó. Còn 13 code thôi, mấy code thì hết hạn rồi mà anh em hỏi suốt ngày à. Thế video nào cũng có bạn hỏi, ô anh ơi cái code ấy còn không, cái code kia còn không? Chắc ngày mai cuối tuần, ngày mai chủ nhật đằng nào, ngày mai anh em cũng ở nhà nhiều đông, ngày mai mình sẽ làm cái video tổng hợp tất cả code hiện giờ còn dùng được của bên game để cho anh em mới chơi, hoặc là những anh em chỗ anh em mới chơi thôi có thể biết mà nhập. Đó, nhưng em thấy nhá, ngày mai sẽ có video đó. Biết đâu ngày mai lại có code mới nhỉ? Mình cũng đang hóng anh em, mấy nay chưa thấy bên game tung code mới. Thế hôm qua tôi có quà và chị đấy lại một cốt nữa lại hết hạn rồi đó, ngày nào cũng có cốt hết hạn anh em. Ok, cốt bây giờ thì chung quy anh em nhận được hơn chục thùng bia, nói chung là ngon. Rồi bây giờ cốt anh em nhập giờ mình thấy ngon hơn ngày xưa nhiều, đại khái là vậy. Đi qua xem mới săn nóng sướng 13 thùng bia này, 2 năm có bia vàng các thứ các kiểu anh em. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chưa mổ ở bên phần chính xác nha các bạn nhá, vì mình nghe đồn bên này có tướng SSS à, ba con S á, chứ không phải tướng 2S đâu anh em, ba con S đồng hoàng. Chiêu mộ đi đã, chúng ta đi chiêu mộ xem thế nào đó các bạn. X một phát nữa. Mấy cả nghe mấy anh em bảo nó rút bên này giấy da lau này, da lau rồi da ma khô dễ hơn này. Ui, giật mình, không phải rồi. Từ từ bạn, đi đập thùng bia nha. Đi chiêu mộ thùng bia. Đi chiêu mộ thùng bia đi để có thêm thùng bia nữa. À quên, có bia vàng anh em, đi chiêu mộ có bia vàng để lấy thêm thùng bia nữa. Ra san gì này, ra đống SS trong coi. À đống SS trong coi. Bên đen ấy nhỉ, quan xem mới chưa mộ đen đấy. Anh em nay có bạn nào đi săn không? Có săn được ra tướng nào ngon ngon không? Comment chơi con nào. Ra Moria, Sanji các kiểu anh em. Chim be các thứ. Uầy, mình anh em săn tài nha, mình săn mãi đen thôi rồi luôn ạ. Trời ơi, đấy. Tướng xịn thì chưa thấy nhưng một đống rác thì thấy ngay. Mà còn rác siêu to khổng lồ luôn ạ. Đen đấy nhỉ? Mà sao đen đấy nhỉ? Làm nhiệm vụ anh em. Ok, tiếp tục chiêu mộ nào. Làm phát nữa xem nào, có ra không. Giờ lau phát là giật mình đấy. Hoán đổi tướng coi. Đi chương trình đi hoán đổi tướng anh em. Thề mình hoán đổi. Nhất định mình phải tích đủ hơn 10k anh em. Bởi vì bây giờ mình, bây giờ chính mình đã có gần 8k rồi. Không tới ăn sự kiện 80 thùng bia nữa là kiểu gì cũng đủ 10k. Mình sẽ có một cái clip để hoán đổi. Nhất định phải sang ra được một con S ở đây anh em, để chứng minh cho các bạn thấy một rằng đó điều đó là mình nói hoàn toàn đúng chứ không hề sai. Thì rất là nhiều anh em bảo làm gì hoán đổi ra được tướng các thứ các kiểu ngại ghê ạ, trong khi mình làm hẳn video hướng dẫn cách hoán đổi mới sợ, thành ra bị anh em phản bác rất là nhiều, rất là tủi thân. Sau khi vẫn là nhiều bạn hoán đổi ra rồi thì về tỷ lệ nó cũng rất là ít, nên là số lượng anh em vào comment mình cũng đọc, mình thấy nhiều anh em bảo này hôm nay em hoán đổi ra Jinbe rồi các kiểu khá là ok. Đúng rồi, tiền để mình đúng rồi,
nhắc đến tướng SS anh em, tại tí mình để mình ấy xong mình sẽ cho các bạn xem. Mình muốn đéo thêm ít thông tin về cháu này, bởi vì mình nghe một số bạn thì bảo là con này không có đâu anh, nhưng bạn thì kêu có, bởi vì mình có liên hệ được với một bạn chủ hàng có con đướng này. Bạn đi đào hoán, bạn ý bảo là bạn đi đi rút ra ở xe bờ mới đồng hoàng, cái này thì mình không rõ, nhưng mình có mượn ạc như bạn chủ hàng kêu không cho. Thì mình tiện này mình cũng hỏi luôn, nếu bạn nào có thì cho mình một cảm ơn. Giờ chúng ta cũng sẽ cùng đi xem cho nó nha. Đấy, tuy bạn chòa không cho nhưng mà được cái thì mình cũng lấy được một số hình ảnh anh em. Đây, kit level 89 VIP 3. Vượt map 14 trên 10 rồi. Đấy, đang sử dụng cháu gì? Dolamigo à? Ngoài ra thì mình có xin được bạn chòa một số cái hình ảnh về skin các thứ cho nó, mình sẽ cho các bạn xem nhá để chứng minh nó là SS ạ. Đây các bạn, đấy, tướng SSS để ba con S đồng hoàng, không biết là phiên bản sắp tới hay là một sợi và phiên bản nữa thì bên game nó cập nhật không, thì cái này mình không rõ. Một số anh em thì bảo cái này là do ở phần đợt test bản alpha cái đợt đầu mới ra mắt á thì nó ra cho tướng này thôi chứ đâu sau này không có, cái này mình không biết. Thì đây nó có một skin nó là thiên dạ xoa đấy, mở cấp thì đạt phẩm 3 này, tăng cho bản thân 15% tốc, 15% máu, 10% chí mạng và 100% miến choáng nha các bạn nhá. Đây là skin số 3 của cháu nó. Skin xoay đó là tơ điều khiển. Khi đồng đội dùng nộ, bản thân sẽ đánh thường 80% công, một địch bất kỳ có 10% tỷ lệ gây choáng trong vòng 2 lượt. Tiếp theo, kill đầu tiên của nó là bùng công kích, gây sát thương 4 tướng, 4 địch ngẫu nhiên. 80%, 115, 135, 190, ui, và có khả năng 60, 30, 15 và 0% choáng cái địch trong vòng 2 lượt. Gì nữa đây, chữ sát thương thấp khi khả năng bị choáng và bị ngược lại anh em, có nghĩa là bị phản đam đấy, có khả năng bị choáng ngược thông số cho nó. Đây, và kill cuối cùng là kill khẩn cấp, khâu khẩn cấp anh em, đó là khi bản thân dưới 80% máu lập tức tăng 20% giảm sát thương trong vòng 5 hiệp, kích hoạt một lần ạ. Thì mình chỉ có nhiều đây là thông tin về cháu này thôi, mình thì cũng đang thăm dò từ anh em, mình thì mượn, mình có thấy có phải vì cơ bản là mình thấy rất là nhiều bạn có tướng này, chứ không phải 1-2 người anh em, mình thấy trên 10 người, nhưng mình mượn trả qua cho mượn nữa. Thành ra là không có hẳn tướng chính để review cho anh em xem nó như thế nào. Đây là hôm nay mình đọc ạc, mình tính mình đi săn cho nó xem nó ra không, thử vận may coi. Thì mình cũng không rõ thông tin về cháu này, bạn nào có thêm thông tin thì comment mình biết với nhá. Còn giờ thì chúng ta tiếp tục đọc ạc và đi săn cho nó tiếp xem là biết đâu Korean lại cũng ra được một tướng SS nhỉ, thì sao anh em, chúng ta cùng đi săn nào. Ok, con đạc tiếp theo là anh em cày view nha, 1-2 mật khẩu các thứ y khuân ạ. Đấy, các bạn nhớ cày view luôn nhá, 1-2-3 nè, không được à, 1-2-1 vậy, 1-2-2 đi, 1-2-2 tiếp đi. Ok, giờ mình sẽ cày thông tin để nhập code xong thì mình sẽ quay các bạn coi, chúng ta lại tiếp tục đi săn tiếp nha, xem có ra không ạ. Ok, xong đạc này đã nhập code xong các bạn nhá. Ok, để xem nào, hôm nay có ra không, không ra đến sau mình tích được khoảng đâu đó, chắc sự kiện 30 thông tin lần tới mình sẽ quay ở bên đấy. Để xem nào, anh em cho ít động lực nha, xem là liệu tướng ấy có tồn tại hiện giờ còn hay không để mình biết với ạ. Chứ mình cũng đang hoang mang lắm, không biết là nó có hay không. Từ từ mình chụp ảnh phát các bạn. Chụp ảnh nào, ảnh thôn lêu anh em. Chụp ảnh thì tí còn có cái làm ảnh thôn lêu. Cho chính xác, không nhiều bạn cứ kêu là mình chém gió rồi mình ghép ảnh. Chá bơ ghép ảnh toàn mình đấy trong video ra đồng hoàng. Chứ mình không phải như một số kênh khác lấy ảnh không có xong ghép vào cho cái như có như đúng rồi nhá. Trên video có thì mình mới ghép ạ. Nhiều bạn cứ nói như khi buồn. Tiếp tục nào, chúng ta lại đi chiêu mộ anh em để xem nào, không ra được cháu nó thì cũng mong ra được lau hoặc là cháu Marco, một trong hai cháu đấy cũng được. Công điện có một số anh em hỏi mình hoán đổi bên này làm sao để ra được Marco thì mình đang nghiên cứu nhá, hôm sau ở video 10k mình sẽ trả lời các bạn. Phải đi tìm các bạn ạ, cũng không phải dễ đâu, mấy cái này đâu phải muốn biết là biết được ngay đâu mà phải đi nặn nội, đi rình mò group các kiểu, fanpage nhóm chat các thứ. Mấy tiền bối đi trước toàn giấu nghề không à, chả bao giờ mấy khi chỉ cho anh em đâu. Quay lần này sao ra nhiều S thế nhỉ? Nhà nhiều S này khả năng ra S thấp lắm. Tiếp nào, đi đập thùng bia vàng các bạn. Đi đập cốc bia vàng chứ, cốc bia vàng, cốc bia vàng. Làm 25 cốc bia vàng nữa nào. Ta đi làm 25 cốc bia vàng. Từ từ để mình nhận quà đó các bạn. Giờ ra quà là kiểu gì? Ủa, có à? Mình tính là có 6 cốc bia vàng nữa mà không có thôi. Nào, tiếp tục nào.
ra S rất là nhiều. Bữa nay ra ở server mới ra S thì dễ chứ ra SS khó nha. Bữa nay anh em qua server mới săn ACE để mà cày, từ gian đầu chắc hơi bị khốn luôn. Hôm nay có bạn nào đã săn ra được ACE chưa? Comment chơi nào. Bữa thấy có mấy anh em còn săn được ra cả ACE, ra Slow, uầy một áng ra được 2S. Mình chưa bao giờ rút được nha. Mình săn từ bữa giờ mình làm video rồi các thứ, mình đi săn cũng đâu đó hơn trăm ạc đấy các bạn, không phải ít đâu. Nhiều khi nói các bạn không tin nhưng mình săn hơn trăm ạc rồi đó. Chưa ra được cháu ạ, một ạc nào mà ra được hai tướng S nha. Mà nhiều bạn may thật sự luôn ạ, một ạc ra được hai tướng S luôn. Bây giờ thì chúng ta đi hoán đổi thử coi nào. Đây, ở đây có mấy cháu đây, chúng ta sẽ thử đi hoán đổi xem có ra được SS không anh em, dòng nhanh nhẹn luôn nhá. Hoán đổi bên này luôn cho nó tiện ạ. Xem nào, liệu có ra được không. Hoán đổi nào, ui bữa nay bên game nó pick lại nhưng mà là mạng nó vẫn lag, mạng vẫn lag nha các bạn nha, lag thật sự luôn ạ. Ui đi hoán đổi hay lập mình cày, bây giờ cày mạng lâu thật sự luôn ạ, khó khăn lắm, bữa nay hoán đổi khó khăn các bạn, đảm bảo cứ lag lag này không biết làm sao, làm 10k thuốc khi ngồi hoán đổi hết cả chục phút nữa là thôi. A xem game nghiếc nó phải hỗ trợ đi chứ ạ. Ô từ mới à, từ ôi chưa kịp xem mà tí phải từ tí mình vào hình ảnh xem anh em từ mới sao á, cơ bản là mình mới thấy các bạn, nó thế cho dễ hiểu. Cũng tí nhiều bạn ô con ý là con cùi con bắp rồi các thứ kiểu này mệt, mình mới thấy anh em đứng, mình mới thấy vì dòng nhanh nhẹn này mình chẳng mấy khi chơi, mình chưa vào đây ngó lần nào luôn ạ. Mình hay để dòng chính xác với dòng của bên bên ACE nhiều hơn. Để bên này mình biết nút key này, lau này, rồi con Marco này. Đó, mình biết mấy tướng đấy thôi. Chú cha, hoán đổi cũng không ra. Là còn hai phát ra lốt đi nè. Ui. Ô đây này, đây. Tướng gì đây? Lạ vậy. Nhìn đẹp trai phong mai que nhỉ. Nhìn trông rất chơi người rơi anh em. Quả đầu nhìn xịn xò phết. Lại ra Lucky này, new Lucky này cũng được. À xem nào, mình chưa xem tướng mình chính xác bao giờ. À đây anh em, đây làm tướng nó đây. Cũng toàn mấy con cái thôi, không gì hết cái thôi, nhưng thôi chắc clip này cũng xin phép kết thúc thôi. Anh em gọi gì có thêm thông tin về tướng SSS đó thì cho mình xin với nhá. Cảm ơn rất nhiều ạ. Đâu bye bye, hẹn gặp mọi người clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.